Chào đồng chí. Chào đồng chí. Chúng tôi bắt được 7 đối tượng. Đề nghị các đồng chí cho 4 đồng chí hỏi cung 4 đối tượng. Còn lại để anh em tôi. Được, chúng tôi đồng ý. Nhớ anh quá trời luôn á. Anh hai quên em rồi hả? Hôm trước anh hai còn lại mà. Thôi được rồi, hôm nay anh hai không vui, cho cả hai đứa phục vụ luôn. Quan hơn anh hai. Tụi em á sẽ phục vụ cho anh hai từ đây cho đến tối, từ tối cho đến sáng luôn. Anh hai mình vô phòng của em đi. Vô phòng thôi, em đi. Đi vô phòng của em nè. Thôi đi anh hai. Đi. Anh hai. Dạ tôi hiểu rồi. Chào anh. Cô cậu đã về. Có ba tôi ở nhà không? Có, ông đang đợi cô cậu đó. Tình hình sao rồi? Thưa chú, hình như họ không mấy quan tâm đến sơ đồ địa hình mà con vẽ. Có lẽ anh em cơ sở họ không nắm bắt được tình huống. Xung quanh khu vực trường gà có quá nhiều đường ngang ló rẽ. Chú Bảy Nghĩa vừa nói chuyện, nói chung ông ấy rất khen sơ đồ trinh sát của các cháu. Giá như anh em cơ sở bố trí lực lượng hợp lý hơn, kết quả đã khác. Thưa chú, hình như khi lực lượng hỗ trợ chưa kịp đến thì một ông đội phó chỉ huy trận đánh đã bị lộ. Cháu nghe ai nói? Dạ, một cháu vào uống nước và nghe người dân đi coi đá gà vừa kể lại. Họ và tên. Dạ Quỳnh Nhân Tốt ạ. Còn tên gì nữa không? Dạ Hai Lèo. Quê quán? Dạ Long An. Còn ở chỗ nào nữa không? Dạ không. Dạ, dạ thưa cán bộ, cuộc đời em thật khốn nạn. Em mồ côi cha mẹ từ bé, làm đủ thứ nghề nên mới trôi dạt vào đây. Từ ngoài quê vào đây xin làm trong quán phở. Quán phở bắt ở Sài Gòn hả cán bộ? Bao nhiêu người tham gia cá cược mà không bắt, tại sao ông lại bắt tôi? Tôi chỉ là dân lao động nghèo, làm gì có tiền mà chơi. Tôi đến xem, đố ai cấm được tôi. Anh đến xem, tôi không cấm. Nhưng tại sao anh nhìn thẳng vào tôi và la lớn lên tôi là công an, để cho bọn cá cược bỏ chạy? Hình của ông ở trên báo, tôi xem hoài nên biết ông là công an. Tôi thấy ông công an, tôi kêu công an, có gì sai hả? Tôi đề nghị anh nghiêm túc nghe. Anh phải khai cho chính xác khi công an ập vào có bao nhiêu người đặt cược và số tiền anh đã thu được là bao nhiêu. Dạ. 10 triệu. Sao anh không nhớ? Anh phải nhớ đàng hoàng chứ. Sao hồi nãy anh khai anh chỉ là người trông nom dừng điều cho ông Chí mà. Dạ đúng rồi, em làm công cho ông Chí được 5 năm, một tháng ông trả em 2 triệu. Thời gian rảnh rỗi em nuôi gà trồng rau, cải thiện đời sống. Có mua con gà chọi, thấy nó đá hay quá. Em xin mở cái sới gà, mời bà con lối xóm tới chơi. Thì càng ngày người ta đến đông, nổi máu tham, em cá độ kiếm chút tiền. Làm quần quần cả tháng trời, hôm nay chủ cho nghỉ, bạn em rủ rê mua trái cây về bán kiếm lời. Rồi em thấy đá gà vui quá em mới vô xem. Rồi thấy người ta cá độ vui quá em mới ké. Tua gần cả tháng lương của em chứ bộ. Em thấy em thật khốn nạn. Anh khai cho rõ, tại sao anh lại cản trở người thi hành công vụ? Tôi thấy mọi người chạy, tôi chạy theo, tự nhiên cái bị các ông đuổi đánh vô cớ à. Tôi phải chống cự lại chứ. Vô cớ hả?
Thôi được rồi, tí nữa tôi sẽ tiến hành mở tang vật. Nếu tôi thấy tên anh trong sổ cá cược, lúc đó tôi sẽ nói chuyện với anh sao? Người ta đặt nhiều sao không bắt. Tôi chỉ là dân lao động nghèo, đặt vài đồng vui chơi mong kiếm vài ký trái cây về làm quà cho cháu, cũng bị các ông tóm. Vậy là mỗi trận anh thu được vài chục, vài trăm triệu, đúng không? Không, nếu mà nói vậy quan cho em quá. Người thắng ăn người thua, em chỉ cầm quê, em chỉ lấy quê hồng, chị vài phân. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ anh ngồi đây, để tôi đi mời chỉ huy công an huyện và chỉ huy của tôi đến mở vật chứng này. Nếu như anh khai không trung thực, sẽ là tình tiết tăng nặng hơn khi anh ra tòa. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ anh hãy ký vào bản tờ khai này, ghi rõ họ tên, nơi ở, công việc, đặc biệt là số tiền cá cược mà anh cho là vài đồng đó. Anh viết tường trình tất cả sự việc vào đây, rồi ký tên vào. Nên nhớ, chúng tôi sẽ đến nơi anh tạm trú để xác minh. Nếu anh khai đúng sẽ được xem xét, còn nếu sai sẽ bị tạm giam ít nhất là 4 tháng, biết không? Dạ, dạ em biết rồi. Em mồ côi từ nhỏ, em không dám nói sai đâu. Cái này của anh đúng không? Dạ. Đây vẫn còn y nguyên, giờ tôi tiến hành kiểm tra. Người đầu tiên đặt cược con bạch thủy có tên là Chí và là chủ vườn điều có trường gà, đúng không? Các ông phải tìm hiểu ngay nguyên nhân và trả lời những câu hỏi sau đây nè. Thứ nhất, vì sao trường gà mới mở rộng liên kết với thành phố đã bị lộ? Thứ hai, vì sao lực lượng dây bắt lại không phải là công an sở tại? Sao anh Bảy biết lực lượng dây bắt không phải là công an sở tại? Chính cái thằng đệ tử của tôi, nó phát hiện công an kìm, nó nói nhỏ với tôi, rồi nó la lên, mọi người mới biết đường chạy trước khi cái đội công an cơ động nó tới. Nhưng nó đã bị bắt rồi, khó mà tra khảo liệu nó có giữ mồm giữ miệng không. Yên tâm đi, trước khi lên đây tôi đã dặn rất kỹ. Hai thằng này từ cái việc thay mặt tôi cáp độ cho tới bảo vệ tôi lỡ có sự cố xảy ra. Anh nè, em chỉ sợ cái thằng đệ tử mà tháng trước anh nói em nhận nó đó. Thằng đó nó được điên á, tôi thấy nó ngán chân tụi công an để cho chú chạy đó chứ. À, với lại nó có khai kiểu gì á thì chú cũng vẫn vô can mà. Dạ. Lúc đó ông Bảy ở đâu mà biết hết mọi chuyện hay như vậy? Tôi ở rất gần các chú. Xảy ra chuyện này á là do các chú quá chủ quan, tổ chức bảo vệ không kỹ để cho công an lọt vào tới tận ổ, nên bị bắt là phải rồi. Việc này do hai quý quá sốt sắng, em cũng có lỗi, chưa bằng kỹ với anh Bảy. Thôi anh Bảy, với mấy chú đừng có lo xa. Một cuốn sổ ghi chép vớ vẩn vài 30 triệu với những thằng nghèo kiết xác,
công an mà có tóm được cũng chẳng nói lên được điều gì, rồi cũng thả ra hết cho mà coi. Ủa đi anh Bảy. Mời anh Bảy vô. Dạ. Ủa, cái thằng, bây giờ là 9 giờ rồi sao chưa dậy ta? Có bị làm sao không nữa? Cần gặp ai? Cháu tìm anh Đắc Di. Đắc Di ngủ chưa dậy? Cháu tên gì để cô vào trong nói với nó? Dạ, cô nói, cứ nói là có Nga Nga phóng viên báo. Bạn tên của anh Đắc Di. Cháu chờ nha, để cô vào lấy chìa khóa. Dạ. Rồi gọi nó dậy. Con dậy. Có cô Nga Nga đến kiếm con đó. Nga nào vậy má? Cô nhà báo bạn con đó. Ơi, má xuống nói với cậu á là con đang bệnh, có gì chiều đến đơn vị cô nói luôn. Cái thằng, cháu ơi, Đắc Di mới đi công tác về đêm qua còn đang sốt. Nó nhắn với cháu là chiều nay mời cháu đến đơn vị nha. Dạ. Alo, để chiều gặp Nghi Cưng. Bất đền anh đó. Mấy đứa ở báo khác đã săn được tin vụ anh đánh một trường gà lớn ở khu giáp ranh. Vậy mà bồ anh á phải chầu chực ở trước cửa như vậy đó hả? Trời ơi,